bài đọc 1, Thánh Phaolô nhắc tới vua David và Gioan Tẩy Giả. Từ hai nhân vật này chúng ta nhận ra sự thật về người sống đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là người sống khiêm nhường và mau mắn thi hành mọi ý muốn của Thiên Chúa. Ai trong chúng ta cũng muốn sống đẹp lòng Chúa, nhưng chúng ta thường để cho cái tôi của mình chiến thắng, để rồi chúng ta không tìm kiếm ý Chúa, hoặc nếu có tìm ra ý Chúa thì cũng không thi hành. Chỉ những người sống khiêm nhường mới có thể sống đẹp lòng Thiên Chúa, vì họ trở nên giống Chúa Giê-xu, đấng mời gọi họ học nơi Ngài. Hãy học ở ta, vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Trình thuật tin mừng hôm nay thuật lại cho chúng ta những lời Chúa Giê-xu dạy các môn đệ sau khi rửa chân cho họ. Chúa Giê-xu khẳng định với họ rằng: "Thật, Thầy bảo thật anh em, tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi. Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành, thì thật phúc cho anh em." Những lời này dùng đề tài người sai đi và người được sai đi nhìn từ khía cạnh Kitô học của tin mừng. Tiếp theo là những lời nói đến tầm quan trọng của việc được sai đi. Việc nhận thức rằng mình chỉ là người được sai đi chứ không phải là người sai, người mang sứ điệp chứ không phải là sứ điệp. Đề tài về người chăn chiên biết chiên của mình lại xuất hiện ở đây. Thầy không nói về tất cả anh em đâu, chính thầy biết những người thầy đã chọn, nhưng phải ứng nghiệm lời kinh thánh sau đây: kẻ đã cùng con chia cơm sẻ bánh lại giơ gót đạp con. Thầy nói với anh em điều đó ngay từ lúc này, trước khi sự việc xảy ra, để khi sự việc xảy ra, anh em tin là thầy hằng hữu. Những lời này được trích từ Thánh Vịnh và được áp dụng cho việc tiên báo về kẻ phản bội Chúa Giê-xu. Chúng thuộc về truyền thống của cuộc thương khó Chúa Giê-xu. Ở đây, chúng ta cần lưu ý rằng câu 19 không được sử dụng để khẳng định rằng chính việc phản bội sẽ bày tỏ căn tính Chúa Giê-xu là đấng hằng hữu. Những lời này ám chỉ đến sự hoàn thành của những lời Chúa Giê-xu nói đến trong sự kiện đóng đinh. Hình ảnh Chúa Giê-xu biết trước người sẽ nộp Ngài, nhưng Ngài vẫn yêu, vẫn chọn và xem người đó như một con chiên yêu quý của Ngài làm chúng ta phải suy nghĩ. Trong cuộc sống, thường chúng ta chỉ biết một người làm mình đau khổ chỉ khi sự việc đã xảy ra, nhưng chúng ta vẫn khó để yêu và tha thứ cho họ. Ở đây, Chúa Giê-xu biết trước, nhưng vẫn yêu và vẫn chọn. Điều này chứng tỏ một tình yêu thật bao la Ngài dành cho những kẻ thuộc về Ngài, những kẻ mà Ngài yêu cho đến cùng. Liệu chúng ta có tiếp tục yêu và chọn những người làm chúng ta đau khổ làm bạn và những người đồng hành trên đường về thiên đàng với chúng ta không? Trình thuật tin mừng kết thúc với mối tương quan giữa các môn đệ và Chúa Giê-xu, giữa Chúa Giê-xu và Chúa Cha. Thật, Thầy bảo thật anh em, ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp đấng đã sai Thầy. Câu này ám chỉ về câu 16 và dường như được đặt không đúng chỗ. Trong tin mừng nhất lãm, những lời này nói đến phần thưởng dành cho những người đón nhận các môn đệ là những người được sai đi nhân danh Chúa Giê-xu. Nếu lưu ý cẩn thận, chúng ta thấy ở đây Chúa Giê-xu như đóng vai trò trung gian. Chúa Giê-xu được Chúa Cha sai đến, và Chúa Giê-xu là người sai các môn đệ. Như thế, Chúa Giê-xu được sai đến nhân danh Chúa Cha, còn các môn đệ được sai đi nhân danh Chúa Giê-xu. Nếu các môn đệ muốn đến với Chúa Cha, họ phải qua Chúa Giê-xu. Tuy nhiên,
Điều chúng ta có thể rút ra từ những lời trên là việc phản chiếu cách trung thực đấng sai mình. Chúa Giê-xu đã phản chiếu cách trung thực Chúa Cha vì Ngài là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình. Ai nhìn thấy Ngài là thấy Chúa Cha. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta có phản chiếu cách trung thực hình ảnh của Chúa Giê-xu trong cuộc sống của chúng ta không? Liệu người khác có nhìn thấy Chúa Giê-xu hiện diện trong chúng ta không? Lạy Chúa, xin ở lại bên con, và con cũng ước mong ở lại bên Chúa. Xin cho chúng con luôn biết chiếu tỏa niềm vui của người môn đệ Chúa trong cuộc sống hàng ngày.